10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team, ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Chưa sắp. Mình chưa sắp nhưng mà lười nói. Đang ngồi đọc chuyện ma mà. Đang ngồi đọc chuyện ma ngắn. Với lại thật sự là mệt. Công nhận là quá mệt luôn mà mình có thể là game này mình chỉ ly cam. Ly cam lâu lâu nói một vài câu thôi chứ cũng hết lực để mà nói rồi. 10 seconds remaining. Thức đêm chiều hại sức khỏe lắm. Radiant team pick. Chưa sắp nhưng mà sẽ sắp. Hôm nay không được ngủ, 5 giờ rồi, xong game này cũng phải sơ hơn 6 giờ. Chắc là mình chợp mắt một tí, 7 giờ phải đi bên kia, 8 giờ xong quay lại đi họp nữa. Nói chung là nguyên ngày hôm nay tới chiều rồi team đánh nữa là coi như là mình không ngủ được miếng nào luôn á. Má ơi, nghe nó mệt nha. Vậy là KS Knight cho VG. Lần này thì lại quyết định là ban DIO. Dire team pick. Vậy như là mình sẽ để ly cam thôi. Không nói được gì nữa đâu. Xin lỗi các bạn nha. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Shadow Fiend. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team, pick Dire Dark Warden. Sky Wrath Mage. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Than, ok. Cố nốt vậy.
dù gì thì cửa nào thì cũng phải cast cho xong game, và mình thì cũng phải coi online stream để còn canh tắc. Để chào mừng các bạn đến game đấu thứ 5 trong ngày hôm nay. Kèo đấu BO5 này kéo tới cả game đấu thứ 5 và mình khá là mệt rồi. Mình cầu trời cho nó ráp 3 game rồi để mình đi ngủ thì đã ngon biết bao nhiêu. Bây giờ đã 5 giờ rưỡi và xong game này sẽ là tầm 6 giờ hơn, 6 giờ rưỡi thì mới xong. Mà không biết được là team nào sẽ giành chiến thắng. Tiền thưởng thì không nhiều và mình cũng chả lấy được bao nhiêu. Mình cũng chả có đụng vào đồng nào của cả hai team, mà tại sao nó không end game, thắng là thắng, thua là thua, cho dù có 5 game thắng hoặc 3 game thắng cũng giống nhau thôi. Mà bây giờ thì phải kéo tới game 5 để làm gì, thật là đau khổ. Và điểm qua về lap của cả hai team thì bên phía của VG thì họ có được cho mình đó là Cat Knight, Aquarden, Skyrapmate, Bitmaster, Vandain. Nhìn sơ qua thì có vẻ khủng đó, khi mà có cả bóng của Aquarden và Cat Knight, trong khi đó là Sidrich, Hero có phần đơn giản hơn một chút. AA, Sarofan, Yakiro và S. Lượt bích cuối, Mibu. Nhưng mà Mibu sợ Sky với lại Aquarden lắm. Mibu vào game này làm sao mà có Mibu được. Không cửa nào mà bích Mibu. Mà Kari cũng còn thiếu. Kari còn mỗi là Steeler, Round Ranger. Rao đánh cũng được, game đánh rao được thật ra. Meeple, bỏ ông Minh Duy Trần, hình như ông coi bên Trish xong nhảy qua đây để Siba, Siboy đúng không? Không thấy tôi nói gì, bắt đầu chạy vòng vòng coi để Siboy đúng không? Hay thiệt. Vậy lần này thì đã có Mibu dành cho A rồi. Liệu con Mibu có gánh được team hay không? Được cái là có Mibu thì game nó sẽ dễ. Nghĩa là game nó dễ end. Dễ end cũng dễ thua. Nghĩa là thua thì thua nhanh, end cũng end nhanh. Cầu trời là 30 phút xong game. 30 phút xong game là 6 giờ. À. Vậy tính ra thì bên phía của VC Gaming cái lượng skill AOE của họ cũng không phải là quá nhiều. Bắt clone thì được, bắt clone của Mibu khá khỏe với stun của KS9, Aquarden nó còn có cả trap rồi Skyrapmate, Silent các kiểu. Có sợ đâu. Spoil layup thôi mà. Mấy ông nhạy cảm quá. Tí vô mà nó nuôi rùa thì mình chỉ có GG thôi chứ chịu sao giờ. Fata công nhận là có cái set đồ S nhìn tục tiểu vãi. Chùm cái này gọi là chùm cái quân xịp lên đầu, đục hai cái lỗ chùm quân xịp lên đầu đánh nhau. Mày há hồng ra đây nữa. Nhanh hơn mình nữa, Twitch còn quát qua Dota TV thì nó cũng vẫn vậy à. You really should prepare for battle. Ngáp ngang ngáp dài rồi. Để coi coi là ai anh đánh Mibu như thế nào. Bình. Đợi xem là con Ibu này sẽ thể hiện được gì trong game đấu thôi. Có gì đâu, mấy ông bớt đi. Cãi nhau thì làm gì ba chuyện đó, tình thân hữu nghị đi. Giờ tôi thề luôn giờ. Ai mà chọc tôi chắc tôi chửi chết luôn. Kiểu mệt, vãi cả trưởng ra. Rune thì có vẻ là sẽ được nhường cho A ăn thôi. Cũng chả ai giành Rune làm gì. Ai kể chuyện cười, bây giờ tôi kể cho mấy ông nghe cho chuyện cười. Câu chuyện cười tức cười nhất trong cuộc đời của tôi đó chính là bây giờ là ngày 8 tháng 1. Tôi làm đã được 2 tháng rồi mà vẫn chưa được nhận lương, mà chưa biết được là sáng nay đi họp thì sẽ làm gì. Có căng cao không biết là studio có disband hay không. Disband là coi như xong. Disband thì chúng ta sẽ gặp nhau trong một cái gần đây nhất.
Bây giờ thì đó là câu chuyện cười của mình. Và game đấu thì cũng đã bắt đầu có bút đam lên và bắt đầu tán vào mặt của Lam. Cái bút đam của A bây giờ còn có hiệu ứng slow nhẹ nữa. Tuy nhìn khó chịu một chút nhưng mà có vẻ như là hơi khó để nó giết Andean. Khi mà nó có DK, Mibu đã di chuyển ra đây rồi. Ai lụm rune vậy nhỉ? Nhờ mít quan 2 rune, ba ba G 2 rune, không nhường cho cái A rune nào cả. Để Amiibo này solo với cái Ignite thật sự là Amiibo phải hết được level trước, hết được lên được lấy cái con lon mới ra. Còn không mà đứng farm thì rất dễ vì cái Ignite nó solo kill. Nó kéo vô stun cái nhẹ cái là giết được rồi. Thêm một sub ra nữa thôi. Kiểu Sky Damage ra cũng được. Trong khi đó thì Midwan đi lane này thì cực kỳ khổ rồi. Vừa có DK rồi vừa có spam Akembo nữa. Spam skill 1 của Sky Damage vào được cái là sẽ có boost dam. Có thể lên đứng để tán hoặc là xài cái bút đam này để farm cũng được. Đó, spam skill ra rất là thốn luôn khi mà lượng máu của SF không phải là hero đủ để mà chống chịu với những spam skill. Bây giờ thì Fata tự tin đi bọc ra sau phía sau trụ này, kéo rip luôn. Được cái là đứng hết level vậy thì Fata sẽ hết trọn level. Còn bên phía của Giang Eleven thì anh mới chịu cái việc là trụ đánh mà chắc là lách hết thì sẽ thọt không một tí với Fata thôi, cũng không nhiều lắm đâu. Cản rip dài lâu rồi mới thấy một ai đi cản rip quay lại luôn, tán luôn khi mà rip đang băng vào trụ. Đánh rất hổ báo Fata. DK thốn nha, SF bị DK xong rồi spam skill ra. Máu tuột không phanh. Clone của Mibu thì được đẩy đi rất khắp cả mọi nơi để mà lấy rune bounty. Trong khi đó thì ở đây Lem anh lấy được cái rune heal cho mình, quay vô spam kill và dắt cho cố gắng đi cây nhiều nhất có thể. Bắt đầu là có cả Sky Damage ra vì dắt cho ăn stick lên rồi. Một đấm cuối cùng có vẻ như là đánh quá hổ báo từ phía của Lem và bây giờ phải trả giá phất lít dành cho những thành viên của Sacred. Cộng cả côn, cộng chiêu đều như vậy thì quay lên côn được cái nhẹ may ra giết được. Mà có cả con chó này đứng bắn slow thì rất khó mà giết Giang Eleven. Giang Eleven thì game vừa rồi rõ ràng con bắt của anh là chính là vấn đề lớn cho thuyết của VG. Toàn bộ là khi mà vào lead game anh toàn là riêng coi hụt rồi làm cái trò con bò gì đó để chết nhảm. Bán kèo là hay. Ông Danh còn thức không vậy? Tán nữa thôi, tán với không được rồi. Giờ cái lửa của Yagiro đốt cũng không chết. Ông Danh chắc là đi ngủ rồi. Kiểu tiền vô túi và bỏ đi ngủ. Để lại mình ở đây, cô đơn lẻ loi giữa dòng đời tấp nập. Trong khi đó thì hai team này không biết chừng nào mới end được game. Giang Eleven đã TP về nhà. Mibu chúng ta đã có gì rồi. Bây giờ thì là level 4. Lên cho mình tới hai cái rap band để mà lấy lượng Agi, lấy lượng start. Chơi gì cũng được, đẩy clone đi. Đẩy clone đi để mà lượm bao ti thôi. Cái này rõ ràng là không. Bây giờ bắt đầu giai đoạn mà Bibu nó có được clone rồi. Cái này đâu farm, đâu nào làm gì được đó. Chỉ là đứng farm ngang kèo thôi. Nhưng mà Bibu nó khỏe hơn ở việc là sau này nó farm bù. Bây giờ Midwan đang cố gắng vẫy Ori. Nhưng mà Midwan lượng máu còn lại là khá thấp. Bấm stick lên rồi. Cái bấm stick này rất khó chịu. Tại vì đi cây nhiều máu nó tuột thì có việc bấm stick gần như hồi full cây máu vẫy hụt của Midwan luôn, dash 10k vẫy. Trong khi đó thì Lem anh bị dính cái cool fit ở đây và đang bị giữ chân. Quay ngược lại một vẫy, lại vẫy hụt nữa. Midwan anh vẫy hụt lắm thế nhờ. Bây giờ thì đó là mạng của Fenrir đã nằm, Midwan phải hụt nhiều thì phải chấp nhận số phận là chết đi thôi. Đã vẫy hụt mà còn đòi sống nữa thì hơi lỗi. Bây giờ đó là biển ạc clone xuống rồi. Bây giờ thì dí vào vị trí của Ori, liệu là có đánh được hay không. Mibu anh có điểm skill 3 để mà cố gắng slow một cỏ nữa thôi. Như vậy là Buffy là người ăn mạng. Tiếp tục là Lem ở đây còn rất thấp máu. Mibu thì không có chói cho mình, có vẻ như là sẽ lùi lại. TP ra lại mít, biến clone về. Fenrir đã giết được cả giáp do.
10k MMR có khác, 7SF kinh vải trưởng, 7 đâu đó chết tới 1000 con vi khuẩn. Đất đai cằn cỗi cũng vì SF 7 vừa rồi. Ok, Fenrir một lần nữa là giết được Bitcoin. Bitcoin dạo đường đây đi mít. Đi mít cũng thọt mà đi giờ đi nhường đi xếp lane cũng thọt trời. Em vừa rồi đi mít, đi cầm Ember đi xếp lane cũng thọt. Giờ làm trò gì cũng thọt hết. Chết liên tục luôn là khác. Hata thì không biết là game này có hiểm bắt hay không. Game vừa rồi con rác siêu của Hata giai đoạn early game gần như là chả có tác dụng gì cả. Bắt đầu là có level chói và anh sẽ đi ram gun. Thật ra ram gun hơi khó, gun 11 rất khó bị giết. Đây là con hero strength vẫn muốn call, vậy là call được gun 11 rồi. Hata có chói lại, nhảy bóng, có ra lên nhưng mà vẫn chết. Ai anh là người ăn mạng. Cái kèo Mibu này bắt đầu hơi ghê rồi đó nha. Mình đang cảm thấy cái kèo Mibu này hơi ghê rồi khi mà lượng farm thì thực sự là không nhiều, nhưng mà với việc mà Mibu đi ram gun như vậy thì sẽ gây khó chịu rất nhiều cho team đối phương. Họ phải đề phòng tới một con hero mà có thể xuất hiện ở mọi nơi mọi chỗ. Không biết là ai anh sẽ lên chọn thiên hướng nào. Thường thì Mibu bây giờ nó lại chuộng lên giày gỗ hay là giày bay. Đổi lại luôn cả Lam rồi. Bây giờ Queen Fit đặt ra liệu có ăn được mạng hay không. Cố gắng bút máu lên. Sắp do là người ăn mạng. Như mình đã nói thì Mibu dạo gần đây là chuyện trụ dây gỗ lắm. Khi mà tốc chạy của hero được tăng nhiều, rồi nó là hero Agi, mỗi lên mỗi Agi lại có tốc chạy nữa, cho nên là di chuyển giữa các lane nó không phải là quá chậm. Thường thì nó sẽ lên dây gỗ để mà lấy start, chỉ là lấy start thôi. Và yêu cầu cái việc lên dây gỗ này á là phải mít clon ngon, nghĩa là mít clon đi vòng chứ không phải. Thường thì vài thanh niên chơi Mibu cứ để clon chung với con chính, còn nếu như mà chơi cái kiểu lên dây gỗ á, bắt buộc là bạn phải mít clon đi ăn rune, đi dạo, sau đó là con chính đi farm một nơi, điều khiển rất nhiều unit cùng một lúc, và đó là cái sự khó của chơi Mibu. Có tiếng bật smoke, như vậy là bật smoke ra ở đây. Đây thì anh lấy con chính đi cắn rune. Cắn sai. Đó là một pha smoke lên top một lần nữa. Trụ top đã được boost xong rồi. Giang 11 thì đang đứng. Barbarazzi đâu đó đã giết được Zapzor. Mà bây giờ thì A đang tiến rất sát. Còn có chói, sẽ là chói lại được hay không đây. Một pha chói thành công, biến clone lên. Nhảy tiếp một lần nữa, nút đam. Có ra lại mà chắc chắn là sẽ bị Fata chặt đầu rồi. Rất khó để mà chạy đi được. 6-4. Quả thật là không phải ngẫu nhiên mà khi các team họ gặp A thì họ thường lựa chọn là ban đi Mibu. Giờ có một K7 tiền, không lẽ là giữ tiền vậy, không lẽ lại muốn lên Berlin nhờ. Nghĩ có stat cho Mibu farm luôn. Còn được cái Mibu này nó sẽ farm những cái stat bãi nhỏ này ngon. Stat Asian thì khó farm thôi. Fata đang bị cố gắng harass vào. Cầm cho mình đó là cái giọt nước để mà giảm lượng đam phép của đối phương. Bây giờ cũng đang rất là trâu, cố gắng giảm stun lại mới stun to, giảm stun các kiểu. Silent vào nhưng mà giáp cho đang vẫn slow ra mà cứu Fata, liệu là có chạy được hay không. Nhưng mà cái trap bị ra luôn rồi, Fata chắc chắn chết. Thanh niên này lúc nào cũng sẽ cố gắng fit để cho đều game đấu. Đắp do quay lại khe lửa mà anh cũng chả chạy đi đâu được. Nằm xuống thôi. Mibu như mình đã nói, để tiền vậy thì sẽ là phải lên Berlin thôi. Đã có con lần thứ 3 rồi. Ba Mibu Edcock hiện tại thì Mibu đang là người dẫn, nhưng mà dẫn không nhiều lắm với Chaos Knight. Chaos Knight vẫn farm được, Amulet sẽ được lên. Mà khi nó khỏe rồi mẹ cũng không sợ mấy con nhỏ này đập lắm. Wow.
đã có Berlin cho Bibu. Hai con rồi đi farm rừng, con chính thì sẽ đang cố gắng để mà giết người. Vị trí của Lem ở đây, pha Berlin ra chói hay không này, có Berlin ra chói hùng. Ok fine, bây giờ cái Arcanine phân thân ra, Bibu có vẻ như là phải chết thôi. Yêu máu lên của Lem thì là kéo lại được rồi. Vị trí của ai, anh bỏ mạng lại. Tình huống đánh pha vừa rồi, Berlin vừa chói hùng thì biết trước sau cũng chết. Chói này mới chỉ là level 1 thôi, cần canh phải cực kỳ chuẩn xác, tại vì cái vòng chói nó sẽ không rộng. Cái răng mà khi lên được level 4 á, thì các bạn thấy cái răng chói cực kỳ xa, 1200. Còn level 1 tự nhiên nó sắp trụng, 500. S thì vẫn không có Berlin, muốn dí vào Fenrir thì phải. Dí thì chỉ có để vô đây để chết hay để làm gì. Upset này thấy rồi, núp làm gì nữa, thấy Bibu đang đứng ở đây. Rồi bây giờ thì cả 5 người bên phía của VG họ cũng di chuyển xuống bot. Radiant's middle tower is under attack. Giờ smoke ra, có vẻ smoke này bị nhìn thấy rồi. Upset tới 3-4 cái upset cắm ở khu vực dưới bot này. Có smoke thì cũng vậy. Bây giờ bên phía VG chủ động lùi lại mới nhường trụ, nhưng mà cái trụ này cũng không còn quá nhiều máu, không chủ động đánh nhau. Vị trí Ori với con Ad qua đỉnh thì cũng đã lên được Midas cho mình rồi. Berlin làm điều bất ngờ nè, bị nhìn thấy, mất smoke, phá smoke thành công. Young Eleven đây, huyết quan đây, huyết quan thì vẫn như ngày nào, từ lúc A vào thì anh tự nhiên phế. Lúc trước thì huyết quan đa phần là gánh kèo, nhưng mà từ khi A vào thì càng ngày anh đánh càng tệ. Đánh quốc quan thì lúc nào cũng nằm giữa giữa bảng không à, bắt đầu về late game, bắt đầu phải farm bù để cho A có đất farm nhiều hơn. Mà thật ra thì mình cũng chả biết tại sao huyết quan lại ra cái nông nổi này nữa, nói hết lên hơi luôn ạ. Cầm Bibu mà farm thua CK Sida. Mít quan bây giờ đang có Ruin Vi, vẻ như là muốn gồng bùng cháy với mình hay không đây. Ra gồng lên cũng giải quyết được vấn đề gì đâu, không có Bibu đâu đánh nhau được. Bibu mới TP lên top mà, TP đã cao đao xong. Mà Ruin Vi thì đang bị cái upset với Senchi này, nhìn thấy làng hoàng đứng đó, ZK nó kéo vào stun cho sắp mặt lờ. Strange to say, Radiant's middle tower is under attack. Lại rồi, chết rồi, chết chắc. Mình cũng nhớ là đợt cái giải gì Trung Quốc là ba Bitcoin mất rồi mà. Giải mà City thế, đánh thế Bitcoin á. Đứng ray gì đó luôn, ray chắc là chết chim. Chết chim, chết cò gì đó. Ray vậy sao chúng. Chim để anh đồi nè.
xuống gì ba mét quanh mất trước khi mà cái Major mà ý là Major vừa rồi ăn thì đã chết rồi. Giờ thì cái Miner này nó đâu là còn liên quan nữa một thời gian rồi, chẳng qua có vẻ như là kiểu set họ set mai set sao kiểu như là để cho Bích Quan farm ít lại để A farm nhiều hơn, hoặc là Bích Quan anh bị cái gì đó bạn gái bỏ. Đứng giữa giữa nó quất không à, ngang ngửa về nó quất con dân level luôn rồi. Nó farm không là farm đánh nhau đi, mình buồn ngủ lắm rồi á. Khả năng cao là bạn gái bỏ. Dire's structures are fortified. They are looking quite robust. Dire's top tower is under attack. Must I repeat myself? Radiant's middle tower is under attack. I have no reason to lie about such things. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Dire's top tower is being attacked like nobody's business. Dire's top tower is for celebration. Chiều nay có, chiều nay 3:496 với lại Next Gen đánh vòng loại của BGL. Vòng loại BGL gì đó quên tên rồi. Mình đuối quá. Sorry các bạn nha, mình chỉ có ly cam thôi chứ nói hết nổi rồi. Giờ buồn ngủ quá mở mồm lên không được. Phạm lỗi rồi giờ sao chạy. Thôi không có để cam nước ngoài được, để cam nước ngoài bị bọt chết á. Gì á, không để cam nước ngoài. Giờ để cam nước ngoài nó công mình ngủ gục. Ít nhất cũng còn ly cam, ý là mình còn nhìn được, mình còn tỉnh được, nhưng mà nói chuyện không được thôi. Rồi Fata solo kill. Ôn lại được, anh đi ra của A, các thứ anh đi A, chúng hai người rồi, bây giờ cắm cọc xuống, nhưng mà liệu làm gì được hay không đây. Vẫn đang dí với hiệu ứng Antia thì là một trẻ Barbarazzi. Bây giờ anh chạy đâu côn dính lại nữa, một vẩy ra hai vẩy và killing free luôn cho Bích Quan. Tiếp tục là vị trí của Mibu di chuyển ra, bây giờ thì Lem Snowball on Ice. Team White, Mibu ở dưới thì có một pha solo kill được Aquaden mà mình không lia xuống kịp, sorry các bạn. Bây giờ thì sắp sửa là hay anh có được cho mình cái sắp lọ. Có cả Shadow Ethereal Blade thì rõ ràng rồi, rất dễ để mà giết người. Khi mà đối phương chưa có được BKB, tầm này chưa ai có ý định BKB. 7k đánh quốc trên lệch rồi, 13-10. Nghị bu farm rất tốt bây giờ. Bắt đầu dẫn network rồi, bây giờ bắt đầu thể hiện sự vượt trội của hero này. 11k trên lệch. 11k so với lại 8k network của 8k network của Aquaden, mà Aquaden cũng là một con mà dạng rút network ghê gớm rồi đó. Ori không biết là anh sẽ làm gì tiếp theo đây. Bây giờ smoke ra từ phía các thành viên của Sirrit, và còn bản thể Mibu thì đang cầm cho mình đó là Aegis, sẵn sàng trong những tình huống đánh nhau. Mua luôn hay không? Vậy là đi nghe qua không mua sóc lọ luôn. Vậy là mua sóc lọ luôn rồi. Di chuyển ra đây, đang muốn cô này đó từ phía của Fata. Vẫn còn đó là smoke chưa tan.
chim gà bay ra không thấy ai cả. Dẫn nhau đi giống như là dắt chó đi dạo vậy. Bây giờ thì đi xuống đây. Babaji đang farm. Con được Babaji là đẹp. Con thôi. Bây giờ con nghe con Babaji rồi, không thấy sai. Mình đi ra qua chắc kèo quá vậy. Nhưng bây giờ thì Babaji làm sao để chạy được. Thậm chí là Bibu đã phân cả 4 con clone xuống đây rồi. 3 con clone, 1 con chính. Cố gắng nhảy cái gì đó. Pha tay lại một lần nữa con khi mà anh có SP mình quýt quanh có Nominating. Nhưng mà mạng Killing Spree của Puppy đã mất rồi. Giờ bút thôi, lực bút của Bibu hiện tại là rất mạnh. Lấy thịt đè người, lấy số lượng để bù chất lượng. Fortify bật ra khi mà ở dưới boss này, vị trí của Yang Eleven đang cố gắng rát. Lại quyết định là lên về đây cũng như là Solar Blink trước. Rồi lại không lên bút, có vẻ như Yang Eleven game này muốn không muốn lên bút rồi. Giờ bút vào, lực bút của Bibu nữa, trời ơi, có cả Agent ở đây. Qua một cái red band lên để mà lấy start quăng lưới kìa, chúng được Yang Eleven nhưng mà vẫn chưa muốn nhảy vào. Tiếp tục là có DK ra từ phía của anh Dain, nhưng mà DK trúng một con thôi, DK không trúng được toàn bộ. Ok, ông danh gì đó đi ngủ trốn mất rồi và chắc có vẻ như là kèo donate của tôi đã bị hủy. Bây giờ thì Mibu nó quá khỏe và mega một lên dễ nhờ. Bích Mibu vô cái game nó khác hẳn. Giờ tôi đã biết tại sao các team họ ban đi con Mibu này khi mà gặp A của Cedric. Lôi ra thằng nhóc con này ta. Hình như là 18, 19 tuổi đúng không? Giờ bất cứ ai đi ra đều có thể bị solo kill hết. Đặc biệt thanh niên này bây giờ đang invi đi. Có rune invi luôn chứ không phải là nhấn shadow blade nữa. Bên Yang Eleven bị nhìn thấy rồi. Có con được hay không đây? Con luôn đi chứ đợi trời nữa. Con phía sau này là toàn bộ invi đi lên. Tiếp tục là Vibu. Anh có mình kill Lucy nhẹ nhàng giết luôn mấy con đệ của thằng Bitmaster. Bây giờ tiếp tục di chuyển và đẩy lên top lên. Đây vẫn còn Agent và anh vẫn đang rất khỏe. 14k đất quốc rồi. Xét rệt thì sẽ không như VG đâu mà dẫn xong rồi để cho lật. Mình nghĩ là như vậy. Lấy talent evasion lifesteal 20 dam. Mibu bây giờ nó lại không Mibu bây giờ nó không lên cái kiểu mà lên gầy xanh nữa khi mà start đã được chia đều rồi. Hình như là bỏ luôn gầy xanh của Mibu rồi phải. Lên gầy xanh chỉ lấy thêm một con Mibu thôi. Khá nhiều người vòng và đấm thôi. Công ty ra của AA vẫn còn sống, đập cọc là xong. Bây giờ thì quay qua đập xong ở nhà Mili Barak chiến được Aquaden thì rất dễ để mà boost tiếp. Nhưng mà không còn hero để mà đép nữa. Được boost cho mình cả cái Crimson Guard từ phía của S. Và bây giờ thì anh chưa mất Aegis. Chưa mất Aegis thì quẩy tiếp thôi. Ai đó TB vậy? TB con chính về để regen xong rồi sẽ quay lại sớm rồi nhảy vô luôn kìa. Bây giờ Lem làm sao đây? Bây giờ Lem chắc chắn chết. Bùng cháy ra của Minh Quan. Yang Eleven nằm luôn. Ba người đang lên bảng trên bảng rồi. Tiếp tục là quay lại, vừa mất agent xong thì Mibu anh sẽ quay lại boost tiếp hai len. Bài bắt ra của anh Dain. Snowball mạnh quá. Như mình đã nói thì game có Mibu nó sẽ end rất nhanh. 24 phút hai len và dẫn tới tận 21k đất quốc. Giờ thả con Mibu cho bên phía của xét rạch bích cho A thì đó là một cái bất lợi cực kỳ lớn dành cho bên phía của VG rồi. Thậm chí bây giờ đã có hết luôn. Nói không danh ăn 5 triệu thiệt luôn hết trời. Chắc lâu lâu mình phải đi bet. Có một pha smoke nhưng mà chưa bị bu lại à, anh sẽ đi đẩy lên thôi để một con đi theo.
Giờ có cả hét nữa thì làm sao mà phía của VG họ đỡ được. Nhảy con hét con, chắc một mình Weibo nó solo toàn bộ team còn được. Giờ smoke xuống bút nốt cái trụ với boss này thôi. Đợi chờ gì nữa đâu. Tìm người mà VG đứng trong nhà rồi, đứng trong bay, đứng AFK này để mà đợi chờ bị ráp thôi. Lượng đồ này của Aquaden thì không có gì để mà đép được. Có búa xét, thậm chí là cả Barbarazzi lên mình linh cũng không ảnh hưởng cho lắm. Đã phân cái bóng của Aquaden xuống đây rồi. Đây là đã búa xong trụ, cái bóng thì tương đối là khỏe. Búa xét cái bóng bây giờ xong, đi xong cái bóng mà đi vào tiếp thôi. Trời lui về farm, trời mít kèo under nữa hả? À không, mít kèo over. Thôi đi mấy anh, end game được rồi á. Mibu bây giờ nó như con trâu con chó như vậy thì làm sao bên kia đỡ được. Nó talent của Mibu nó bựa vãi luôn á. Talent tự nhiên sửa lại lấy cái life steal này xong rồi. Rồi chưa kể không phải lên, đầu tiên là nó không phải lên kỳ xanh nè, nó không phải lên và la luôn. Nó tự động lên đồ đánh nhau. Không lên ngày xanh, không lên vla, cũng chẳng cần phải lên butterfly nữa. Giờ thì mua smoke ra từ phía thành viên Sirius và họ Roshan rồi chưa ra, Roshan 23 giây nữa mới vào random. Chả biết sao SF thậm chí là lên giáp băng nữa chứ. Quả nồi Mít quan bà linh giáp băng BKB lên đồ ngộ nghỉnh nha. Má mỗi con bị bù máu 2k4. Đẩy map, đẩy bù đi khắp map để mà đẩy lên rồi. Trong khi đó là đang Bobby đứng đợi rất xa luôn. Bobby quyết định là không ra khỏi đây đâu. Trong vòng 2 phút nữa Bobby sẽ không ra khỏi đây. Đợi nào có rất xa này anh chui ra một thể. Vãi đứng im trong rất xa luôn. Đánh chắc kèo vì đây là game đấu thứ năm rồi, game này giờ ai thua thì coi như xong, nên là cũng chả dài dột gì mà nhào vào sớm. Lợi thế bây giờ là có, họ kiểm soát toàn bộ map và giảm lượng farm của bên phía VG là xuống đáng kể rồi. Giờ có lên thêm đồ cũng chưa chắc win được, nên là Vibu 3k2 máu. Các bạn có thể nhìn thấy talent level 25 lấy 600 máu và những cái con này bây giờ 3k2 máu rồi, trâu cực kỳ. Cái major kia đâu bỏ đâu, cái major kia thì nó sẽ nhờ đơn vị khác tổ chức mà sẽ tổ chức lại thôi, nghĩa là vẫn sẽ có Hà Nội major, Sài Gòn major thi đấu ở quân khu 7. Sao gõ sai như con kìa. Bây giờ cầm cả AZG thì phải đến cầm bút đi, khổ quá, đồ như vậy rồi còn đợi gì nữa. Level 25 Mibu, mấy thanh niên kia mới chưa được 20 nữa. Trời ơi, 15 luôn chứ 20 nói làm cái gì trời. Bút đi anh à. Em mệt lắm rồi, bút đi. Ba giờ chiều nay đấy, xem đánh. 3 giờ. Bốn đến sáu đánh 3 giờ, nếu mà 3 giờ mà tầm đó mình hất chạy không nổi thì kiểu mà mình mệt quá xin lỗi mấy bạn là mình không cắt được nha. À chỉ lên cả cây xanh luôn.
end đi. Giờ này tầm cái tầm này rồi cầm cái dịch vào còn không end nữa thì chừng nào mới end trời. Không, chắc là cho tàu. Mình cá từ cả ngày nay rồi, mình đâu chưa ngủ mà. Phải cát giải này, giải này mệt. Chiều thì cát next gen, xong rồi về nghỉ được chút. Xong rồi quay qua tối và cát này nó cũng cháy lên mít quan. Giờ lấy gì đỡ. Ôn lại, đi ra qua. Thôi em vậy đi cho nó rồi, bay bắt ra cũng chả giải quyết được vấn đề gì lắm. Nhả con Mimu làm gì chứ bây giờ bị ráp. Ok, mất agent thì đã làm sao. Mất agent nhưng mà bay bắt ra OCK bây giờ nó cũng chả còn cái gì để mà đép. Mega rip. Đẩy vào con tiếp, bật giáp phản lên các kiểu là điệu Ori còn rất thách máu. Mở giáp bằng luôn, GG con này. Ok, giờ là chức vô địch dành cho xích địch. Cảm ơn các bạn có theo dõi.